Ngày 16 tháng 9 năm 2020, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc ba cô gái mặc áo xanh đồng phục được cho là nhân viên của một quán cà phê ở thành phố Vũng Tàu ném nhiều bao rác lớn xuống biển. Những túi rác màu đen, to và có vẻ khá nặng khi phải hai người mới có thể cùng nhau ném xuống biển. Ngay khi túi rác vừa bị vứt xuống biển, sóng biển đánh bục vỡ, làm lộ ra nhiều rác thải bên trong trôi nổi trên mặt nước. Không những thế, để đẩy những túi rác ra xa hơn, những người này còn dùng một chiếc sào dài để ngăn sóng đánh túi rác quay trở lại bờ. Cuối đoạn clip là hình ảnh 4 đến 5 túi rác lớn màu đen cùng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Sau khi những hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, dân mạng đã vô cùng bức xúc và đồng loạt lên án hành động kém ý thức này. Nhiều người bất bình vào trang Facebook của quán cà phê được người quay video nhắc đến trong clip để bình luận và lên án đánh giá kém. Ngày 16 tháng 9, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác nhận đã nắm được thông tin và đang tiến hành làm rõ.